Hồng Hạnh đến chào khán giả vào buổi sáng hôm nay. Hồng Hạnh có mặt tại bến đò Nhật Thị Hôn ở Tiền Giang miền Tây và những chiếc xà lan qua lại của các khán giả cùng xem với em nha. Và đây là một chuyến đò, hai đò đi rước khách luôn, rất là đông luôn vào buổi sáng luôn các bạn. Vào buổi sáng hôm nay vào những ngày lễ rằm có những cô chú anh chị các bạn rất là đông luôn đi viếng chùa Liên Hoa ở xã Sơn Đông, có mẹ Nam Hải các bạn lớn nhất Tiền Giang luôn nha. Cho nên vào những ngày rằm 30 các cô chú anh chị và các bạn đi viếng mẹ rất là đông luôn à. Rồi làm kỳ hôm nè ở Tiền Giang ở miền Tây các bạn. Rồi nhầm kỳ hôm này có hai đò luôn các bạn, rất là đông khách nha. Đò này vừa qua là đò bên kia rước khách đầy ở trên đò rồi, đang né đò này nặng đò bên đây cặp bến nè các bạn, và đông khách luôn vào ngày chủ nhật hôm nay. Vừa khách đi viếng mẹ và khách đi công chuyện vào ngày chủ nhật rất là đông luôn. Đây là có chiếc xà lan chở hàng thua vừa chạy ngang. Và những khách này đi viếng chùa Liên Hoa về nè các bạn, khách về và khách mới vừa qua cho nên rất là đông luôn. Ở đây có một chiếc Toyota vô giếng chùa rồi giờ về nè các bạn. Rồi đò dầm kỳ hôm này cũng rất là lớn luôn, có hai đò rứa mà du lịch Toyota vẫn qua được luôn, nên rất tiện lợi cho những khách qua lại đi giếng chùa Liên Hoa.
khách rất là đông luôn nè các bạn. Qua một đò nữa nè, rất là đông những cô chú anh chị đi chùa. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video Hạnh miền Tây. Và em xin chào tạm biệt và hẹn lại những video tiếp theo.